Ôn tập kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 khóa học 8. Dạng 1. Viết phương trình hóa học. Kiến thức cần nhớ. Để viết được phương trình hóa học, các em cần nắm tính chất hóa học và các phản ứng điều chế oxygen. Về tính chất hóa học, oxygen là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao. Nó tác dụng được với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. Để điều chế oxygen trong phòng thí nghiệm, người ta dùng những nguyên liệu giàu oxy và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Ví dụ như KClO3 hoặc KMnO4. Còn trong công nghiệp, người ta dùng phương pháp điện phân nước. Với hydrogen, về tính chất hóa học, ở nhiệt độ thích hợp, khí hydrogen không những kết hợp được với đơn chất oxygen mà nó còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxygen trong một số oxide kim loại. Khí hydrogen có tính khử, các phản ứng này đều tỏa nhiệt. Để điều chế hydrogen trong phòng thí nghiệm, người ta có thể cho kim loại tác dụng với axit để tạo thành muối và giải phóng khí hydrogen. Một số kim loại có thể dùng trên phòng thí nghiệm, ví dụ như kẽm, sắt, nhôm, vân vân. Axit chúng ta có thể dùng dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng. Trong công nghiệp, khí hydrogen có thể được sản xuất bằng phương pháp điện phân nước. Dựa vào tính chất hóa học và các phản ứng điều chế của oxygen và hydrogen, các em hãy thực hiện bài 1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau, ghi rõ điều kiện nếu có, cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào. Như đã biết, oxygen tham gia phản ứng ở nhiệt độ cao, nên những phản ứng của oxygen tham gia đều sẽ có điều kiện là tê độ. B tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao, tạo thành sản phẩm là B2O5. Khi viết phương trình, các em chú ý cân bằng. Al tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao, tạo thành sản phẩm là Al2O3. Để phân hủy nước, chúng ta dùng phương pháp điện phân. Sản phẩm của phản ứng điện phân nước là H2 và O2. Fe3O4 tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, tạo thành sản phẩm là kim loại Fe và nước. Kim loại Al tác dụng với axit H2SO4, tạo thành muối và giải phóng khí H2. Al sẽ thế chỗ của H2, đứng kế SO4. Trong đó, Al hóa trị 3, nên chỉ số của SO4 sẽ là 3. SO4 hóa trị 2, nên chỉ số của Al là 2. Yêu cầu thứ hai, phân loại phản ứng. Chúng ta có 3 loại phản ứng hóa học đã được học. Thứ nhất, phản ứng hóa hợp. Thứ hai, phản ứng phân hủy. Và thứ ba là phản ứng thế. Với phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có nhiều chất tham gia nhưng chỉ tạo thành một sản phẩm. Vậy phản ứng ở câu A và câu B là phản ứng hóa hợp. Còn phản ứng ở câu C, từ một chất tạo thành nhiều sản phẩm là phản ứng phân hủy. D và E là phản ứng xảy ra giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất. Đây là phản ứng thế.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 1. Bài tập 2, bổ túc các phương trình phản ứng. Câu A, một chất chưa biết tác dụng với H2 tạo thành BB và một sản phẩm khác. Như đã biết, H2 tác dụng được với một số oxy kim loại ở nhiệt độ cao để tạo thành kim loại và nước. Vậy, để tác dụng với H2 tạo thành kim loại BB, thì chúng ta sẽ cho BBO tham gia phản ứng với H2 ở nhiệt độ cao. Sản phẩm tạo thành là BB và H2O. Thứ hai, HCl tác dụng với một chất chưa biết tạo thành khí H2. Đây là phản ứng điều chế H2. Chúng ta sẽ cho axit tác dụng với kim loại. Kim loại có thể dùng là kẽm, sắt, nhôm. Ví dụ với trường hợp này, cho Zn tác dụng với HCl, thì Zn sẽ thế chỗ của H đứng kế Cl. Trong đó Zn hóa trị 2 nên chỉ số của Cl là 2. Cl hóa trị 1 nên chỉ số của Zn là 1, chỉ số 1 không ghi. Vậy chúng ta có công thức sản phẩm là ZnCl2 và H2. Các em chú ý cân bằng phương trình này. Phản ứng thứ 3, CuO tác dụng với chất chưa biết tạo thành Cu. Từ oxide kim loại muốn tạo thành kim loại, chúng ta sẽ cho tác dụng với lại khí H2 ở nhiệt độ cao. Sản phẩm tạo thành là kim loại và nước. KMNO4 phân hủy sẽ tạo thành K2MNO4, MNO2 và O2. Đây là phản ứng dùng để điều chế oxygen trong phòng thí nghiệm. Câu E, một chất chưa biết tác dụng với O2 tạo thành CO2 và một chất khác. Chúng ta có phản ứng giữa hợp chất khí methan CH4 với O2 ở nhiệt độ cao tạo thành CO2 và H2O. Các em chú ý cân bằng phương trình này. Bài tập 3 là thực hiện chuỗi phản ứng. Với mỗi biến đổi, là một phản ứng hóa học sẽ được minh họa bằng một phương trình hóa học. Chuỗi phản ứng này có 5 biến đổi, như vậy chúng ta sẽ có 5 phương trình hóa học. Ở biến đổi thứ nhất, từ KClO3 tạo thành O2, chúng ta sẽ thực hiện phản ứng phân hủy KClO3 ở nhiệt độ cao kèm theo xúc tác MnO2. Sản phẩm thu được là KCl và O2. Ở biến đổi thứ hai, từ O2 tạo thành Fe3O4, chúng ta sẽ cho O2 tác dụng với Fe, phản ứng ở nhiệt độ cao, sẽ thu được Fe3O4. Biến đổi thứ ba, từ Fe3O4 tạo thành Fe, chúng ta sẽ cho Fe3O4 tác dụng với H2, phản ứng ở nhiệt độ cao, tạo thành kim loại Fe và H2O. Biến đổi thứ tư, từ Fe tạo thành H2, chúng ta sẽ cho kim loại Fe tác dụng với axit, có thể dùng HCl hoặc là H2SO4. Sản phẩm tạo thành là muối FeSO4 và khí H2. Biến đổi thứ năm, từ H2 tạo thành H2O, chúng ta sẽ cho H2 tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao, tạo thành H2O. Dạng 2, nêu hiện tượng thí nghiệm. Bài 4, nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi thực hiện các thí nghiệm sau. Câu A, đốt một ít lưu huỳnh sulfur trong không khí rồi đưa nhanh vào lọ khí oxygen. Câu B, cho 20 lít dung dịch hydrochloric acid vào ống nghiệm chứa vài viên kẽm. Câu C, dẫn khí hydrogen qua bột copper two oxide đun nóng. Với dạng bài nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học này, các em cần lưu ý quan sát các thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất, đốt lưu huỳnh trong không khí và trong lọ khí oxygen.
Các em thấy lưu huỳnh cháy trong không khí với ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt, cháy trong khí oxygen mãnh liệt hơn, bởi vì đã xảy ra phản ứng hóa học giữa lưu huỳnh và oxygen ở nhiệt độ cao, tạo thành sản phẩm là lưu huỳnh dioxide, công thức hóa học là SO2. Thí nghiệm thứ hai, cho kim loại kẽm vào ống nghiệm chứa dung dịch hydrochloric acid. Các em thấy kẽm tan dần và có hiện tượng sủi bọt khí, đây là hiện tượng quan sát được, là do kẽm đã tác dụng với hydrochloric acid tạo thành muối và giải phóng khí H2. Thí nghiệm tiếp theo, dẫn khí hydrogen qua bột copper 2 oxide đun nóng. Các em thấy ở nhiệt độ bình thường thì không có hiện tượng, nhưng khi đun nóng, COO từ màu đen đã chuyển dần thành màu đỏ gạch và có hơi nước xuất hiện. Như vậy, COO nó đã tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, tạo thành kim loại đồng màu đỏ gạch và nước. Dạng 3, nhận biết chất. Với bài tập nhận biết chất, khi trình bày, các em cần lấy mẫu thử, sau đó chọn thí nghiệm phù hợp để nhận biết các chất. Từ hiện tượng thí nghiệm, có thể xác định được tên chất và viết phương trình hóa học minh họa nếu có. Để nhận biết khí hydrogen, chúng ta có thể dùng hai cách, hoặc là dùng que diêm đang cháy. Khi đưa que diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm, nếu mà nghe tiếng nổ nhỏ thì đó chính là chứa hydrogen. Hoặc các em có thể dùng bột CO đun nóng. Khi dẫn các khí đi qua bột COO đun nóng, khí làm cho COO từ màu đen
chuyển dần thành màu đỏ gạch. Đó là khí H2. Để nhận biết khí hydrogen, chúng ta có thể tiến hành thí nghiệm với que đốm còn tàn đỏ. Khi đưa que đốm còn tàn đỏ vào bình, nếu que đốm bùng cháy thì đó là chứa khí O2. Để nhận biết khí CO2, chúng ta có thể tiến hành thí nghiệm với nước vôi trong. Khi dẫn các khí vào nước vôi trong, nếu khí làm cho nước vôi trong hóa đục, thì đó chính là khí CO2. Vận dụng những phản ứng đặc trưng trên, các em hãy thực hiện bài 5, trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các khí đựng trong ba lọ riêng biệt sau. Câu A. Có các khí oxygen, hydrogen và không khí. Câu B, có carbon dioxide, hydrogen và nitrogen. Với ba khí oxygen, không khí và hydrogen. Khi thực hiện, đầu tiên chúng ta sẽ lấy mẫu, sau đó có thể đưa que diêm đang cháy vào từng mẫu. Que diêm bùng cháy mạnh, đó là khí O2, còn nghe tiếng nổ nhỏ, đó là khí H2. Bởi vì hỗn hợp H2 và O2 là hỗn hợp nổ khi cháy. Còn lại không hiện tượng gì hết là không khí. Câu B. Để nhận biết các khí carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, các em có thể thực hiện các thí nghiệm sau. Đầu tiên lấy mẫu. Sau đó dẫn khí qua bột COO đun nóng. Khí làm COO màu đen chuyển thành màu đỏ gạch, đó là khí H2. Bởi vì đã xảy ra phản ứng COO tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, tạo thành kim loại COO màu đỏ gạch và nước. Còn lại không hiện tượng là carbon dioxide và nitrogen. Tiếp tục dẫn từng khí còn lại qua nước vôi trong dư. Khí làm nước vôi trong hóa đục là khí CO2. Còn lại không hiện tượng là khí N2. Dạng 4 là các bài tập liên quan đến oxide, bao gồm viết công thức hóa học, phân loại và gọi tên. Các em cần nhớ, oxide là hợp chất được tạo thành từ hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxygen. Oxide được chia thành hai loại là acidic oxide và basic oxide. Acidic oxide là những oxide tạo bởi phi kim và có axit tương ứng. Ví dụ CO2, SO2, SO3, B2O5 và N2O5. Còn basic oxide là những oxide tạo bởi kim loại và có base tương ứng. Ví dụ Na2O, CaO, K2O, Fe2O3, CuO, vân vân. Để gọi tên các oxide, chúng ta sẽ gọi tên nguyên tố và thêm vào đó chữ oxide. Nếu nguyên tố đó là phi kim có nhiều hóa trị thì khi gọi tên, các em sẽ kèm theo tiền tố chỉ số nguyên tử. Để chỉ hai nguyên tử dùng tiền tố đai, ba nguyên tử là trai, năm nguyên tử là penta. Còn khi gọi tên các oxide kim loại thì chúng ta sẽ gọi tên kim loại và thêm chữ oxide. Nếu như kim loại đó có nhiều hóa trị thì chúng ta sẽ kèm theo hóa trị. Vận dụng các kiến thức đó, các em hãy thực hiện bài tập 6. Cho giải các công thức hóa học, hãy chỉ ra công thức hóa học của oxide. Nêu rõ đâu là basic oxide, đâu là acidic oxide, gọi tên các oxide đó. Như đã biết, oxide là hợp chất tạo thành từ hai nguyên tố,
trong đó có một nguyên tố là oxygen. Vậy, những chất tạo thành từ ba nguyên tố hoặc trong hợp chất không có oxygen thì không phải oxide. Chúng ta có thể loại bỏ. Như vậy còn lại K2O, SO2, N2O5 và Fe3O4 là các oxide. Trong đó, basic oxide là những oxide tạo bởi kim loại và có base tương ứng như là K2O, Fe3O4. Còn acidic oxide là những oxide tạo bởi phi kim và có axit tương ứng, ví dụ như là SO2 và N2O5. Để gọi tên các oxide, các em chú ý, nếu là phi kim có nhiều hóa trị thì khi gọi tên các em sẽ kèm theo tiền tố chỉ số nguyên tử. Nếu là một nguyên tử thì không cần kèm theo tiền tố. Hai nguyên tử kèm theo tiền tố đai, ba nguyên tử là trai và năm nguyên tử là beta. Như vậy chúng ta có SO2, tên gọi sẽ là sulfur dioxide. N2O5 là di nitrogen pentoxide. Để chỉ năm nguyên tử, người ta dùng tiền tố penta. Khi lấy penta gắn với oxide thì chúng ta giãn lược âm A. Vậy nên có pentoxide. Với kim loại, khi gọi tên oxide tạo bởi kim loại, chúng ta chỉ cần gọi tên kim loại cộng chữ oxide. Nếu kim loại có nhiều hóa trị thì chúng ta sẽ kèm theo hóa trị. Vậy K2O, tên gọi là potassium oxide. Còn Fe3O4 là iron two-three oxide. Đây là một trường hợp đặc biệt, trong đó Fe vừa mang hóa trị 2 vừa mang hóa trị 3. Bài 7 là dạng bài viết công thức hóa học theo hóa trị và phân loại các oxide. Hợp chất thứ nhất tạo bởi Fe hóa trị 3 và O. Chúng ta sẽ có công thức hóa học là Fe2O3. Trong đó, sử dụng mẹo chuyển chéo hóa trị, chúng ta có Fe hóa trị 3 nên chỉ số của O là 3, O hóa trị 2 nên chỉ số của Fe là 2. Hợp chất thứ hai tạo bởi Ca hóa trị 2 và oxygen cũng hóa trị 2. Chúng ta có công thức CaO. Bởi vì hóa trị sau khi tối giản, chúng ta có 2 chia 2 là 1 chia 1, chỉ số 1 không ghi. Hợp chất thứ 3 tạo bởi C hóa trị 4 và O hóa trị 2. Chúng ta có công thức CO2. Bởi vì 4 chia 2 tối giản là 2 chia 1. Chuyển chéo hóa trị xuống, chúng ta có công thức CO2. Với B hóa trị 5 và O hóa trị 2, chúng ta có công thức B2O5. Phân loại CO2 và B2O5 là acidic oxide. Còn Fe2O3 và CaO là basic oxide. Bài 8, từ tên gọi của chất chúng ta cần viết được công thức hóa học và phân loại được các oxide đó. Sulfur trioxide là SO3, đi với phosphorus pentoxide B2O5, copper trioxide CuO, sodium oxide Na2O. Trong đó sodium là nguyên tố Na hóa trị 1. Khi phân loại,
Trong trường hợp này chúng ta có SO3 và B2O5 là acidic oxide. Còn CuO và Na2O là basic oxide. Tiếp theo, dạng 5, bài toán tính theo phương trình hóa học. Để làm bài toán tính theo phương trình hóa học, các em lưu ý các bước tiến hành. Bước thứ nhất, viết phương trình hóa học. Bước thứ hai, tính số mol theo đề. Chúng ta có hai công thức để tính số mol theo đề. Nếu đề cho khối lượng chất, chúng ta sẽ tính số mol bằng cách lấy khối lượng chất chia khối lượng mol. Còn nếu đề cho thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, chúng ta sẽ tính số mol bằng cách lấy thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn chia cho 24,79. Bước 3, dựa vào phương trình hóa học để tính số mol chất tham gia hoặc tạo thành. Bước 4 là tính theo yêu cầu của đề. Nếu đề kêu tính khối lượng chất, chúng ta sử dụng công thức khối lượng chất bằng số mol nhân khối lượng mol. Nếu đề yêu cầu tính thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, thì công thức chúng ta sử dụng là V bằng N nhân 24,79. Vận dụng vào bài 10. Để điều chế được 7,437 lít khí hydrogen ở điều kiện chuẩn, cần dùng bao nhiêu gam thuốc tím? Tóm tắt lại đề bài. Chúng ta có phản ứng điều chế khí oxygen từ thuốc tím KMNO4. KMNO4 khi phân hủy ở nhiệt độ cao tạo thành sản phẩm là K2MNO4, MNO2 và O2. Các em viết phương trình chú ý cân bằng. Dữ kiện đề cho là 7,437 lít khí hydrogen ở điều kiện chuẩn. Như vậy chúng ta có VO2 là 7,437 lít. Đề hỏi bao nhiêu gam thuốc tím, tức là yêu cầu tính khối lượng của thuốc tím M nhỏ KMNO4 là bao nhiêu gam. Như vậy sau khi đã có phương trình hóa học, chúng ta sẽ tiến hành tìm số mol để cho thể tích của O2. Vậy chúng ta sẽ tìm được số mol O2 theo công thức số mol bằng thể tích chia cho 24,79. Khi có số mol O2, chúng ta sẽ thế số mol O2 vào phương trình để xác định số mol của KMNO4. Có số mol KMNO4, chúng ta sẽ tìm được khối lượng KMNO4 theo công thức M nhỏ bằng N nhân cho M lớn, khối lượng chất bằng số mol nhân cho khối lượng mol. Tiến hành giải bài toán trên. Số mol O2 sẽ bằng thể tích O2 chia cho 24,79. 7,437 chia cho 24,79. Kết quả thu được là 0,3 mol. Sau khi có số mol O2, chúng ta viết lại phương trình. Nhớ cân bằng phương trình. Dưới phương trình sẽ có hai hàng số mol. Hàng thứ nhất, các em hạ hệ số xuống làm số mol theo phương trình. Từ đây chúng ta thấy cứ 2 mol KMNO4 phân hủy sẽ tạo thành 1 mol K2MNO4, 1 mol MNO2 và 1 mol O2. Hàng thứ hai, thế số mol tính theo đề vào. Theo đề bài chúng ta có số mol O2 là 0,3, thế vào đúng vị trí của O2. Từ đây chúng ta có tỷ lệ. Để tạo thành 1 mol O2 thì cần 2 mol KMNO4. Vậy để tạo thành 0,3 mol O2 thì cần bao nhiêu mol KMNO4? Để tìm được, chúng ta thực hiện phép tính nhân chéo chia ngang, lấy 0,3 nhân 2 chia 1 được 0,6. Đây chính là số mol KMNO4 cần dùng. Từ đó chúng ta sẽ tìm được khối lượng của KMNO4 bằng cách lấy số mol nhân cho khối lượng mol.
số mol KMnO4 là 0,6. Khối lượng mol KMnO4 tính giống như tính phân tử khối. Với K là 39, cộng cho Mn là 55, cộng cho O là 16. Nhưng ở đây có 4 ô nên 16 mình nhân cho 4. Chúng ta có 0,6 nhân cho khối lượng mol của KMnO4 là 158. Kết quả thu được là 94,8 gram. Đây chính là khối lượng KMnO4 cần dùng. 30. Cho A gam kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 18,25 gram hydrochloric acid. Sau phản ứng thu được V lít khí hydrogen ở điều kiện chuẩn, tính V và A. Nếu đem lượng khí hydrogen sinh ra ở trên hóa hợp hoàn toàn với oxygen thì khối lượng sản phẩm thu được là bao nhiêu? Cho nguyên tử khối của H là 1, O là 16, Cl là 35,5, Zn là 65. Tóm tắt lại đề bài trên. Chúng ta có phản ứng giữa kẽm và dung dịch hydrochloric acid. Zn tác dụng với HCl tạo thành sản phẩm là ZnCl2 và khí H2. Chú ý cân bằng phương trình. Dữ kiện đề cho là 18,25 gram hydrochloric acid. Như vậy, chúng ta có khối lượng của HCl là 18,25 gram. Yêu cầu thứ nhất tính V. V ở đây chính là thể tích khí hydrogen. Và tính A. A ở đây chính là khối lượng của kẽm. Câu B. Người ta đem lượng khí hydrogen sinh ra ở trên hóa hợp hoàn toàn với oxygen. Như vậy chúng ta có một phản ứng mới giữa H2 và O2 ở nhiệt độ cao tạo thành sản phẩm là H2O. Chú ý cân bằng. Với phản ứng này thì khối lượng sản phẩm thu được là bao nhiêu? Vậy chúng ta sẽ đi tìm khối lượng sản phẩm H2O. Đã có phương trình hóa học, để tính theo phương trình hóa học chúng ta cần có số mol. Nên chúng ta sẽ đi tìm số mol. Để cho khối lượng HCl, vậy chúng ta sẽ tìm số mol HCl theo công thức số mol bằng khối lượng chia cho khối lượng mol. Sau đó, thế số mol HCl vào phương trình, xác định số mol của H2 và số mol của Zn. Từ đó, có thể tính được thể tích H2 theo công thức thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn bằng số mol nhân cho 24,79. Và chúng ta sẽ tìm được khối lượng của Zn theo công thức khối lượng chất bằng số mol nhân cho khối lượng mol. Sau đó, xét đến phản ứng thứ hai giữa H2 với O2 ở nhiệt độ cao tạo thành H2O. Với số mol H2 đã có, chúng ta sẽ tìm được số mol của H2O theo phương trình hóa học. Và cuối cùng, tìm được khối lượng của nước theo công thức khối lượng bằng số mol nhân cho khối lượng mol. Chúng ta cùng giải bài toán trên. Với bước đầu tiên, tính số mol HCl bằng cách lấy khối lượng HCl chia cho khối lượng mol HCl. Khối lượng HCl đề cho là 18,25 gram. Còn khối lượng mol tính giống như tính phân tử khối. H là 1, Cl là 35,5. Vậy chúng ta có 18,25 chia cho 36,5. Được kết quả là 0,5 mol. Viết lại phương trình hóa học. Chú ý cân bằng phương trình. Dưới phương trình sẽ có hai hàng số mol. Hàng thứ nhất hạ hệ số xuống làm số mol theo phương trình. Hàng thứ hai thế số mol vừa tính theo đề vào. Với đề bài này chúng ta tìm được số mol của HCl là 0,5 mol. Vậy đúng vị trí HCl chúng ta thế 0,5 vào. Nhân chéo chia ngang
Tìm được số mol của ZN và số mol của H2. 0,5 nhân 1 chia 2 được 0,25. Có số mol H2 chúng ta tìm được V, tức là thể tích H2, bằng cách lấy số mol nhân cho 24,79. Kết quả thu được là 6,1975 lít khí ở điều kiện chuẩn. Sau đó chúng ta tìm A, tức là khối lượng của ZN, theo công thức khối lượng chất bằng số mol nhân cho khối lượng mol. Số mol của ZN theo phương trình chúng ta tính được là 0,25. Khối lượng mol là 65. Tiếp tục xét phản ứng thứ hai giữa H2 và O2 ở nhiệt độ cao tạo thành H2O. Chú ý cân bằng. Hạ hệ số xuống làm số mol theo phương trình. Thế số mol ở H2 ở phương trình trên vào. Nhân chéo chia ngang tìm được số mol của nước. Như vậy chúng ta sẽ tìm được khối lượng của nước theo công thức khối lượng bằng số mol nhân cho khối lượng mol. Với số mol nước là 0,25. Còn khối lượng mol của nước cách tính giống như tính phân tử khối. Lấy khối lượng của H là 1 nhân cho 2 cộng cho khối lượng của O là 16. Chúng ta có 0,25 nhân cho 18. Kết quả là thu được 4,5 gram nước. Chúc các em ôn tập tốt.